Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7 sách mệnh kim bài, tác giả Nguyễn Long, diễn giả đọc Chương Vũ. Thiết phiến thư sinh và thần trưởng bà xuất hiện là Như Long biết rằng các cao thủ bạch đạo đã đến vùng này rồi. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày rõ lòng người. Cho đến bây giờ chàng mới hiểu ra bạch đạo và hắc đạo phân biệt ở chỗ nào. Là Như Long không những mang mối quyết cựu như biển mà còn giữ lấy một vật bảo của Võ Lâm. Sứ mạng thần thánh chấn hưng Võ Lâm trong vô hình đã là gánh nặng trên vai của chàng. Dù trong đầu cuồn cuộn bao dòng suy nghĩ như sóng trào, nhưng không làm chậm bước hành trình. Chợt chàng phát giác điều gì lạ, vội dừng chân lại ngay. Một giọng nói rít lên ở bên tai: "Tên tiểu tử này tuy nhỏ nhưng thính nhĩ không tồi, ra tay nhanh lên." Lập tức có tiếng hét lớn, sáu bóng người nhất tề đáp xuống. Bọn họ chính là Tuyết Phong Nhị Tẩu và Dạng Dương Tứ Bá. Nhận ra sáu tên này, là Như Long chậm người đi nhiều. Chàng dung kiếm rồi quát: "Ai cản đường ta sẽ chết, nếu không sợ chết thì cứ xông ra đi." Giờ đã có kinh nghiệm, là Như Long không dám chần chừ. Thanh trường kiếm trong tay qua lên như một chiếc cầu vồng chắn đỡ phần trước. Chàng sấn bước đến đối phương, tay trái ngậm dẫn kình lực. Chỉ cần một tên bước tới nhất định sẽ được ném mùi chiều lão ngưu phá xà. Cả sáu tên nhảy giọt ra hai bên tránh né. Lão quay bái tẩu chợt tất vọng: "Chúng ta liền thủ để hạ gục tên tiểu tử này, không thể để nó thoát được đâu." Một tiếng hét vang lên, người lao bổ đến bên La Như Long. Đầu tiên chính là bái tẩu có tầm cờ ác độc đó. Bái tẩu chỉ có một chân, khi bốn người lao đến, tài dùng ống tẩu nghênh tiếp đường kiếm của La Như Long. Chỉ nghe ken một tiếng chát chúa cả tay. La Như Long cảm thấy dùng hổ khẩu bị tê rần, thanh trường kiếm như muốn tuột ra khỏi tay. Thì La Như Long tiếp xuất kỳ chiêu ra thì lão ta đã giọt người tránh xa. Một chiều lão ngưu phá xa đã vô hiệu. Từ phía trái, Lan Tẩu và bọn Dạng Dương Tứ Bá tiếp xông vào. Lúc này thì La Như Long nhanh như chớp dương ngũ chỉ xuất một chiều lão ngưu phá xa. Bị đánh bất ngờ, bọn kia không tránh kịp. Người lãnh luồng chỉ phong đầu tiên chính là Hắc Diện Kim Cương Hòa Nguyên. Thành đào tuột khỏi tay, gã đứng sững như trời trồng. Người thứ hai chính là Hoàng Diện Kim Cương Ngưu Miễn. Gã ta ư hử một tiếng, trợn mắt há miệng đứng yên bất động. Sáu người đã bị khống chế hết hai, là Như Long đỡ phần lo lắng. Chàng dung tay sang bên trái, bọn kia dạt trở lui. Quay sang bên phải, mấy tên bên phải cắm đầu lùi lại. Là Như Long lòng căm phẫn, bọn hắc đạo đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chàng liền dẫn lực ở tay trái xuất tiếp một chiều lão ngưu phá xa, áp đến bốn tên đàn bào dây. Lan Tẩu đang trên đà xông vào đã bị chỉ lực của La Như Long quét trúng, lão ta đứng khựng người lại như tượng gỗ. Hai tên bị khống chế, bọn còn lại đâu có dám xông đến phạm hiểm, vội vàng tránh ra xa. La Như Long sấn bước đến trước mặt ba tên đã bị phong bế huyệt đạo, thanh trường kiếm đưa lên rồi lạnh giọng nói: "Bây giờ ta chỉ cần dung kiếm, hồn của các ngươi sẽ quy miền cực lạc. Nhưng ta không cần giết, chỉ cho các ngươi lưu lại một cái gì làm kỷ niệm, còn tính mạng ta tha cho đó." Thanh trường kiếm loáng lên, chỉ nghe soạt soạt soạt. Ba tên bị khống chế huyệt đạo kinh hãi rú lên một tiếng, sáu dành tay rơi ngay xuống đất. Lập tức có một bóng người cầm kiếm lao nhanh đến La Như Long. Đối đầu với bọn lang hổ này, La Như Long đâu dám khinh suất, bọn người đó chưa đến nơi, chàng đã lách người nhảy ra ngoài năm xích, ngũ chỉ dương lên, năm luồng chỉ phong xuyên không khí phóng đi. Người đang xông đến chính là Thanh Diện Kim Cương Chữ Tử Bưu. Gã ta cũng bị phong bế huyệt đạo. La Như Long hừ một tiếng, thanh trường kiếm dục nhanh, hai dành tay của gã bay mất, chàng cất giọng lạnh như băng: "Còn vị nào có nhã hứng dám đến vuốt râu hùm nữa xem." Thấy bọn họ ngẩng mặt đứng yên, là Như Long phóng người lao đi, quay đầu lại rồi nói: "Lần sau tiếp lọt vào tay ta không cần xẻo tay mà lấy luôn tính mạng các ngươi đó."
Tuyết Phong nhị tẩu cũng là những nhân vật thành danh. Nhìn La Như Long thản nhiên ra đi, trong lòng hầm hầm tức giận, nhưng không dám hé môi. La Như Long cứ lướt người đi nhanh trên quan lộ. Dần trăng lơ lửng ở trên đầu, lúc này đã vào giờ tí. Khu trấn Mã Gia Phố đã hiện ra trước mặt. Băng qua Mã Gia Phố, chỉ còn cách Mân Huyện chưa đầy 30 dặm. Mới ra khỏi khu trấn lặng ngắt, không có một ánh đèn, đột ngột có hai bóng người xuất hiện. Phát hiện có người chắn đường, La Như Long liền dẫn lực ở hai tay chuẩn bị xuất chiêu. Bỗng nghe giọng của Biên Khởi Phụng hớt hải kêu lên: "Vì vậy lẽ nào Long Tiểu Ca không nhận ra người sao?" La Như Long ngỡ người nhìn sững, thì ra là huynh đệ của họ Biện. Biện Khởi Giao vào bên đường dẫn theo một con tuấn mã, mỉm cười nói: "Long đệ đệ, huynh muội ta tặng ngươi con tuấn mã này để giúp ngươi trên bước đường hành trình. Ta tin rằng trên đường đi sẽ có người tiếp diện, có huynh muội ta đi theo e rằng thêm bất tiện cho ngươi." Là Như Long từ khi rời khỏi La Tung Sơn cho đến giờ, trong lòng luôn luôn âm thầm bao đau khổ, thiếu hụt tình thương. Lúc này thấy huynh muội của họ Biển đứng đợi giữa đêm trường để tặng ngựa cho mình, tình cảm của họ cao quý như vậy, không cảm động sao được. Mắt của chàng rưng rưng giọt lệ châu. Biện Khởi Phụng tinh ý nhìn thấy La Như Long mang tâm trạng buồn khổ như vậy, cô ta bước đến gần nắm tay chàng rồi an ủi: "Long Tiểu Ca, bất tất phải thương tâm. Lần này Tiểu Ca đi, ta tin rằng có thiên phò nhân trợ. Chỉ là mong Tiểu Ca không nên hận phụ thân ta. Chúng ta còn có ngày gặp nhau." Dũng cô ta muốn tỏ đôi lời an ủi La Như Long, nhưng nói chừng nào đôi dòng lệ châu lại lăn dài trên má chừng đó, giọng tắt nghẽn đi. La Như Long cũng không thẹn là đấng nam nhi, đầu đổi trời chân đạp đất. Chàng cố nén hai dòng nước mắt chảy dài, nhảy lên lưng ngựa chắp tay gượng cười nói: "Là Như Long ta lần này đến Nam Hải, nếu lấy được kỳ bảo trong tay khổ công luyện thành, quả thật không thể quên được ơn của Huyền huynh muội. Xin tạm biệt." Dứt lời chàng dung rồi, còn tấn mã dương gió lướt bụi trần lao đi. Thời gian này La Như Long như đang sống trong cảnh mộng, trải qua trường đời. Chàng đã nhận thức được rõ giữa thiện và ác. Trong đầu của chàng mang biết bao nỗi cảm xúc sầu tư, nhiều lúc muốn nghiêm lòng rớt hết, nhưng lúc này đơn độc một mình, biết cùng ai để thổ lộ, biết cùng ai để bày tỏ. Chợt có tiếng nói: "Ngươi nhanh qua huyện Mân, đi liền cả đêm, không thể ở lại huyện thành này được." "Đi suốt cả đêm sao?" Là Như Long quay nhìn đến phía huyện thành mờ mịt, ngạc nhiên hỏi tiếp: "Không thể dừng lại ở huyện Mân à?" Phổ An Hòa Thượng đưa tay, lập tức có một vị lão tăng bước ra, trong tay cầm ba bọc giấy nhỏ và một bình nước. Cả hai vị cũng bước đến rồi nói: "Bần tăng đã chuẩn bị thức ăn cho tiểu thí chủ, xin tiểu thí chủ đổi hướng đi ngài, không thể chậm trễ." Là Như Long nhận lấy rồi tròn xe mắt hỏi: "Đại sư, dám chắc ở huyện Mân này có người ngầm ám hại giảng bối hay sao?" Phổ An gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, Hắc Đạo Võ Lâm ngoài bọn Giao Sơn Nhị Xú, Thiên Sơn Song Sát đã lộ diện. Bây giờ còn có thêm 30 cao thủ hộ tống quái xa, lại còn có cả Thiên Mục Tam Hung và những tai đại ma đầu nổi danh khác. Tiểu thí chủ nếu không đổi hướng đi, tất nhiên sẽ gặp nhiều hung cát ít đó." Nói rồi lão hòa thượng vừa nắm dây cương dẫn ngựa rẽ sang một đường tắt, đưa tay chỉ về phía trước rồi nói tiếp: "Tiểu thí chủ tiến theo con đường này, không quá 10 dặm sẽ gặp quan lộ thẳng về hướng nam. Huynh đệ bần tăng sẽ hộ tống tiểu thí chủ một đoạn đường." Không có gì để nói, là Như Long cho ngựa phóng đi. Chàng nhìn xung quanh, không sai, chính vị cao tăng khi ẩn khi hiện theo bên chàng. Với tình thế này khả năng có đại sự vô cùng nguy hiểm chứ chẳng nghi. Là Như Long mở bao nhỏ trong tay ra, trong bao có thức ăn khô. Chàng bỏ vội vào miệng mấy miếng rồi nhấp vài ngụm nước, cảm thấy thấm đượm cổ họng. Bất chợt có giọng nói vang lên: "Đúng như ta dự liệu, cái thằng nhóc kia chớ ỷ vào chính lão tăng nhân thiếu lầm đó mà làm gì. Đưa bảo vật ra đây, lão phu sẽ tha mạng cho."
Lập tức có hơn 20 bóng người lao vút ra như một làn mưa tên bắn xuống đương trường. Hơn 20 người đó hình như từ bốn phương tám hướng ập tới, thần pháp phàm tốc, chỉ trong nháy mắt đã dây áp chính vị tăng và La Như Long vào giữa. La Như Long thất kinh như chim gặp phải tên, chàng dìm ngựa lại ngay, đảo mắt nhìn xung quanh. Những người vừa xuất hiện có Thiên Sơn Song Sát, Giao Sơn Nhị Số, Quan Ngoại Tam Quái, lại có ba lão quái nhân hình gầy ốm, đến đầu có ba búi tóc, họ đúng là Thiên Mục Tam Hùng. Ngoài ra còn có mười mấy người hình tướng quái dị khác, mặt mày hung ác. La Như Long tuy không rõ lai lịch mấy nhân vật này, nhưng mới nhìn qua đủ đoán biết được họ là những tay cao thủ hộ tống quái xa. Thấy bọn ma đầu hiện thân chắn đường, La Như Long thầm kêu lên, chết rồi. Rồi đánh mắt nhìn sang mấy vị hòa thượng, ý muốn hỏi, ta nên làm thế nào đây? Phổ Nguyên hòa thượng cũng đáp lại bằng ánh mắt như muốn nói, người chớ nóng vội, xem ta hành sự thì sẽ rõ. Phổ An đại sư nhanh chóng tụng một câu Phật hiệu, ngữ khí phát ra có vẻ khác thường, như đang hàm ẩn gì đó mà người ngoài không hiểu được. Phổ An đại sư truyền tụng câu Phật hiệu xong, tám vị còn lại cũng ứng thanh rồi tức tốc dàn thành trận thức. Đây là trận thức gì? La Như Long chỉ biết ngồi nhìn. Chính vị cao tăng đứng dây quanh ngựa, cũng thật là kỳ lạ. Chính vị cao tăng cùng áp bàn tay phải trước ngực, còn tay trái của mỗi người đều ấn lên dùng quyệt mệt môn của người bên cạnh. Đứng phía ở trước chính là Phổ An đại sư. Trận thức bố trí xong, Phổ An đại sư chợt đưa tay, tay áo cà sa phất ra một cái, hai cái, rồi ba cái. Đang lúc La Như Long ngạc nhiên chăm chú nhìn, thì từ trên không truyền ra ba tiếng du du du. Trên không tung liền xuất hiện ba luồng ánh sáng màu lục đến lóa cả mắt. La Như Long tuy không hiểu phát ra ba luồng ánh sáng đó nhằm mục đích gì, nhưng cũng nghĩ ra rằng đó chính là tín hiệu cầu diễn ước định trong Bạch Đạo Võ Lâm. Dàn trận cầu diễn chỉ trong thời gian chớp nhoáng, bỗng từ phía trước có giọng đằng hắn tất lên, tiếp theo đó là ba lão già tóc bạc bước ra. Ba lão già đầy ốm như thanh cây trúc vậy, đúng là lần đầu tiên La Như Long gặp mặt. Một lão có dáng hình tợ như thanh củi khô, nhìn ra ba luồng ánh quang trong mắt, cất giọng khàn khàn, xem ra chính vị đại sư hình như phát tín hiệu cầu viện có đúng không? Không đợi đối phương mở lời, lão ta ngửa cổ cười và nói tiếp. Tìm ai đến cứu viện chứ? Tìm những tên trọc đầu hay sao? Có Thiền Mục Tam lão nhân già ở đây, cho dù họ có nghe và chạy đến cũng không làm gì được đâu. Tiếng cười cao ngạo đó chưa dứt, một lão khác tợ như thầy khô bước ra lên tiếng nói. Người muốn lên mặt được huynh đệ Thiên Mục ta chỉ có duy nhất Liệt Quả Thần Quân thôi. Nghe nói lão ta đã trở thành người thiên cổ. Các ngươi vừa qua nhìn thấy lệnh bài đó, lời nói đó đều là giả thôi, là có người mạo danh đó. Nếu không tin thì các ngươi cứ đợi xem tấm kim bài giả đó có xuất hiện trước mặt chúng ta hay không. Lão có thân hình tựa như thanh củi khô lại phá lên cười. Cặp ma nhãn nhìn đến Phổ An đại sư rồi nói, thế nào, các người dây quanh lấy thằng nhóc này chắc là muốn lão phù động thủ hay sao? Nhìn ba lão nhân có hình tướng quái dị kia, La Như Long biết rằng chuyện đã đến lúc nghiêm trọng. Nghe hai lão vừa rồi nói, chàng muốn phát run thầm nghĩ, Liệt Quả Thần Quân xuất hiện là thật hay giả? Họ khẳng định Liệt Quả Thần Quân đã trở thành người thiên cổ, sợ rằng cũng không chắc. Vì giả lão tiền bối tự xưng là bằng hữu thâm giao với Liệt Quả Thần Quân, vậy lão nỡ nào mà lừa dối ta sao? La Như Long đang suy nghĩ, Phổ An đại sư hơi ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nói, bần tăng không phải không biết sợ chết. Thực tại vị tệ tự có truyền lời lệnh cho bần tăng bảo hộ là thí chủ một đoạn đường, ba vị thiên mục đại hiệp không nên làm khó dễ. Giọng nói bình tĩnh, không cao cũng không thấp, lão hoài sang nói với tám vị tăng nhân đồng môn, chư vị sư đệ đi thôi. Chính vị tăng cùng cất bước,
tạo thành một vòng đai bên ngoài cho La Như Long từng bước từng bước. La Như Long như một pho tượng được rước đi, chàng hết nhìn bọn Thiên Mục Tam Hung ở phía trước, lại quay về bọn Giao Sơn Nhị Sú và Thiên Sơn Song Sát ở phía sau. Rất kỳ quái, chính vị cao tăng và chàng cùng cất bước, sao không thấy bọn Hắc Đạo ra tay? Lẽ nào bọn họ tính kế gì nên chưa động thủ? Chưa nói đến bọn Thiên Mục Tam Hung võ nghệ cao cường, mà như hai tên Thiên Sơn Song Sát đó còn xem các trưởng môn tông phái không ra gì. Họ có lý do nào lại ngần ngại cửu đại giám tự này? Điều càng lạ lùng hơn là bọn cao thủ Hắc Đạo không những không hành động mà còn tập trung ánh mắt nhìn đến Thiên Mục Tam Hung. Thiên Mục Tam Hung thì cứ phóng những luồng ma quái đến chính vị cao tăng hộ tống La Như Long đang từ từ tiến đến. Họ cũng dạt ra hai bên nhường lối rồi lùi lại ở phía sau. Những cặp ma nhãn như những cặp mắt của hung thần rừng rực nhìn chăm chăm. Bà lão quái đã lùi về phía sau, nhưng họ đánh mắt nhìn theo như đang bàn tính điều gì. Bất chợt như đã quyết định xong, lão ma đầu đứng ở giữa hét lên: "Đứng lại!" Tiếng quát như sét xé ở bên tai, cả chính vị cao tăng liền dừng lại. Lão quái tựa như thanh củi khô bước đến, cười hung dữ nói: "Dám chắc các người tự cho rằng dựa vào Cửu Hoàng Liên Bộ trưởng pháp để phá dòng dây đối phó với huynh đệ ta sao?" Phổ An điềm nhiên nói: "Nếu nói đối phó với Thiên Mục Tam Đại Hiệp thì không dám, nhưng nói phá nổi dòng dây là sự thật. Nói như vậy người tin rằng đột phá được không?" "Dần, bần tăng tin rằng sẽ được." "Được lắm, người tự tin như vậy cũng tốt." Nói tới đó, lão đại ma đầu liền quét một luồng ma quang đến đồng bọn rồi cười lớn: "Lão phù cũng tin rằng sẽ phá tàn thế trận của các người." "Lên!" Tiếng lên vừa phát ra, các tay cao thủ Hắc Đạo cùng hét lên một tiếng dậy trời rồi lao người xông đến như những con sư tử hung hăng, song chưởng đều xuất. Những cao tăng đều hướng mắt ra ngoài, vẫn bình thản khi nhìn chưởng phong vô cùng hung mãnh đang ập tới. Phổ An đại sư phát ra một câu Phật hiệu, cả chính vị cao tăng cùng dựng hữu chưởng ngang ngực phóng ra. Ầm ầm, những tiếng nổ long trời lở đất, bóng người lao đảo và bị văng ra rất xa. Những tiếng kêu la loạn đầy kinh hãi. Song phương tiếp chưởng, luận về mạnh yếu của nội lực võ công đã phân rõ. Như Thiên Sơn Song Sát, Giao Sơn Nhị Sú, Thiên Mục Tam Hung đều là những đại ma đầu lừng danh, bởi vậy chỉ bị tống lùi 7-8 bước. Còn như bọn quan ngoại tam quái lại bị hất bay ra ngoài 3 trượng. Kỳ thực chưởng chiêu của cửu đại giám tự không phải là tà môn pháp thuật gì. Cửu đại giám tự nói về võ công cũng ngang bậc với Phổ Thiên đại sư. Một chiêu Cửu Liên Hoàng Bồ Đề chưởng pháp được chính vị cao tăng hợp lực lại, thử hỏi mỗi lần xuất chưởng thì lực đạo mạnh đến giường nào ai có thể kháng cự nổi được chứ. Nói về võ công thật vô cùng quyền diệu, không có giới hạn. Là Như Lòng hôm nay càng nhận thức rõ hơn được điều đó, chàng thấy bọn cao thủ Hắc Đạo văng tứ phía trong lòng đỡ sợ đi nhiều. Tiếp xong một chưởng, Phổ An đại sư dương giọng rồi lớn tiếng nói: "Đi!" Những vị cao tăng tiếp tục tiến về phía trước cùng con tuấn mã ở giữa. Có kinh nghiệm giao chiêu vừa rồi, thấy những cao tăng tiến đi, một quái nhân chỉ tay thì thầm với đồng bọn: "Lại đây, lại đây, chúng ta cùng liên lực xuất chưởng. Mục tiêu chính là nhằm vào thằng nhóc ở trên ngựa, như vậy không đắc thủ hay sao?" La Như Long ngồi trên lưng ngựa, cũng không đợi cho Phổ An dặn bảo, chàng nhúng mình nhảy xuống hỏi: "Đại sư, xuống ngựa thế này không trở ngại gì chứ?" Phổ An đại sư quay đầu mỉm cười không nói. Chính vị cao thăng vẫn không dừng bước. Thấy La Như Long khi không lại nhảy xuống ngựa, Thiên Mục Tam Hung bị mất đi cơ hội, không còn kế gì để thi triển. Nhưng họ vẫn không từ bỏ âm mưu. Lúc này đã đứng chắn ở trước mặt, cả bọn không muốn tránh ra nhường đường. Chính vị cao tăng và La Như Long vì có ngựa nên không thể thi triển khinh công thân pháp được, chỉ biết tiến lần từng bước về phía trước. Trước mặt có Thiên Mục Tam Hung chắn đường, phía sau có Thiên Sơn Song Sát, Giao Sơn Nhị Sú và đám cao thủ Hắc Đạo bám theo. Đoạn đường sắp tiến đến lại nhỏ hẹp, khúc khuỷu ngoằn ngoèo.
buộc chính vị cao tăng phải tản mát trận thức, nếu không thì chỉ dừng lại ngang đây. Nhưng chính vị cao tăng đâu dám phân tán trận thức, vì chỉ cần Thiên Sơn Song Sát và Giao Sơn Nhị Tú thôi, chính vị cao tăng phân ra kháng cự chưa chắc đã nổi, chưa nói đến Thiên Mục Tam Hùng. Vậy biết phải làm sao? Thiên Mục Tam Hùng cất giọng cười cuồng giọng. Chợt nhiên có một lão trong bọn ngẩng đầu nhìn rồi nói: Chư vị đại hiệp đã nghe tin đến, có giấu đầu lòi đuôi vậy làm gì? Từ trên không giọng nói của Chưởng Môn Thiếu Lâm đột ngột cất lên: Phổ An, người sao ngốc như vậy? Bản Chưởng Môn quyết định xin là tiểu thí chủ rẽ đi đường tắt, bọn Thiên Mục Tam Hùng chấn giữ ở huyện Mân, bây giờ họ lại xuất hiện ở đây, rồi thì có tiến theo con đường nhỏ hẹp đó nữa làm gì? Phổ An nghe như vậy mới hiểu ra, thầm nói: Đúng, ta cố ý theo con đường nhỏ hẹp để làm gì? Sao không quay lại để đến quan lộ dưỡng quan, muốn động thủ cũng dễ hơn. Thiên Mục Tam Hung tự nắm được phần thắng, bèn ngước mắt nhìn về hướng Chưởng Môn Thiếu Lâm cười hung dữ. Phổ Thiện lão trọc, người không lộ diện ra xem. Phổ An đại sư liền bảo những vị đồng đạo biến đổi trận thức, tức tốc dày lấy Thiên Mục Tam Hung, nhanh lên. Chính vị tăng ứng thanh rồi nhất tề dàn thành trận hình chữ nhất, chắn ngang trước mặt của Thiên Mục Tam Hung. Như vị La Như Long trở thành đứng sau lưng các vị tăng, đối mặt với bọn Thiên Sơn Song Sát và bọn cao thủ Hắc Đạo. Thiên Sơn Song Sát và Giao Sơn Nhị Xú đâu muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, cả bọn cùng dung tay lao nhanh đến La Như Long. Có người ra tay càng nhanh hơn. Bình 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 bình, một loạt tiếng nổ vang, tiếng quát tháo, hơn bốn người lao xuống. Những cao thủ Bạch Đạo mà La Như Long gặp mặt trước đây giờ lại có mặt đủ ở đương trường. Trong những cao thủ Hắc Đạo, bọn Thiên Mục Tam Hung có võ công cao nhất, lúc này đã bị cửu đại giám tự phong truy, bằng cách nào cũng không thể phá nổi thế trận như bức thành đồng đó. Chỉ việc đứng thở đầy thất vọng, Phổ Thiện đại sư trở thành một người chỉ đạo mọi người hành động. Thấy bọn Hắc Đạo không thể ra tay được, lão bắt đầu lướt người đến bên cạnh của La Như Long rồi vội nói: Tiểu thí chủ lên ngựa ngay đi. La Như Long liền phóng người lên ngồi trên ngựa. Phổ Thiện đại sư quay sang dặn dò gì vị Linh Hạt đạo trưởng, rồi cũng nhảy lên ngồi sau lưng của La Như Long, đưa tay vỗ mạnh mông ngựa, nhắm hướng con đường lớn dương quang mà tiến. Ngựa mới tung gió thì đã thấy Biện Quán Nguyên dẫn theo bọn thuộc hạ xuất hiện đứng ở phía trước. Phổ Thiện đại sư định cho ngựa dừng lại, chợt nghe giọng của thần trưởng Bà Bà cất lên: Lão hòa thượng, cứ cho ngựa đi nhanh, những tên đó có tay và thiết phiến thư sinh xử lý rồi. Phổ Thiện đại sư quay đầu đáp nhanh: Làm phiền lão bà đó. Còn Tuấn Mã Lao giúp đi như tên, xông thẳng về phía trước. Biện Quản Nguyên và Thiệu Quang dường như cũng rất sợ thần trưởng Bà Bà và thiết phiến thư sinh dây dữ, liền hét lớn một tiếng, cả hai cùng dương chưởng đánh thẳng vào con Tuấn Mã. Phổ Thiện đại sư liền phất tay áo, chưởng phong bạc ra, tống Biện Quán Nguyên lùi lại. Lão bảo gấp dây là Như Lòng: Tiểu thí chủ thưởng cho nó một chiều lão ngưu phá xa, Thiệu sư gia đang xông đến ở phía bên phải kìa. Là Như Lòng thấy Thiệu Quang lao đến, liền đưa tay lên ngực ngũ chỉ xuất ra. Thiệu Quang sợ hãi thành tính, cứ một mực đề phòng thiết phiến thư sinh và Phổ Thiện đại sư. Gã ta không thể nào ngờ La Như Long lại có chiêu kỳ công tuyệt thế. Gã không kịp phòng bị, lập tức cảm thấy cơ thể biến đổi khác thường. Lão ta hự một tiếng, muốn tránh cũng đã muộn. Gã quay cuồng rồi rơi bịch xuống đất. Thấy Thiệu Quang gục mạng như vậy, Biện Quán Nguyên đứng khựng người kinh hãi. Thần trưởng Bà Bà và thiết phiến thư sinh cũng kịp đến đương trường. La Như Long vừa thúc ngựa vừa quay đầu mỉm cười nói: Thần lão anh hùng, tên Thiệu Quang đó tác ác đa đoan, lão anh hùng muốn giết thì giết, chỉ cần dung kiếm lên là xong, còn không muốn giết thì lưu lại cho hắn ta một cái gì làm kỷ niệm đi. Phổ Thiện đại sư tụng một câu Phật hiệu, đợi khi ngựa ra khỏi huyện Mân, lão ngạc nhiên hỏi: Tiểu thí chủ đối với lệnh tôn lệnh đường thì lão nạp cũng có nghe, nhưng chiều
Lão Ngưu Phá Xà của Thiếu Hiệp là chiêu kỳ công võ học chưa từng nghe đến. Thiếu Hiệp có thể nói rõ cho Lão Nạp nghe có được không? Lai Như Long mỉm cười định trả lời, nhưng nghĩ đến một điều chàng lại hỏi. Lão tiền bối là trưởng môn của đại tông phái, hiểu biết sâu rộng. Giảng bối muốn hỏi một người này, lão có thể nói rõ có được không? Phổ Thiện Đại Sư lên tiếng tiếp lời. Người mà Thiếu Hiệp muốn hỏi có phải là Liệt Quả Thần Quân không? Lai Như Long lắc đầu trả lời. Không phải, không phải. Giảng bối muốn hỏi về một vị lão tiền bối có tính danh là Giả Như Chân cơ. Giả Như Chân à? Phổ Thiện Đại Sư trầm ngâm một chốc lát rồi nói tiếp. Hễ là những cao thủ lão thành trong hàng Bạch Đạo, Lão Nạp tuy không dám nói là biết tường tận, nhưng tên Giả Như Chân đó nghe ra hết sức là lạ lắm. Tiểu thí chủ có nghe nhầm không vậy? Là Như Long từ khi bị rơi xuống giải thiên trụ, được Giả Như Chân cứu xuống và đưa cho âm diện thái cực đồ, cho đến khi truyền thụ chiêu lão ngưu phá xa, lão ta vẫn không hề tiết lộ điều gì về mình. Là Như Long nhíu mày rồi hỏi. Giảng bối tự cảm thấy ba chữ Giả Như Chân rất khó hiểu. Theo lão thấy, người này có phải là hóa thân của Liệt Quá Thần Quân không? Phổ Thiện Đại Sư lắc đầu nói, không thể, không thể nào. Liệt Quá Thần Quân tuy là người 30 năm không trở lại Trung Nguyên, nhưng dung mạo của lão ta hằng in sâu vào ký ức của mọi người khó có thể nào quên. Lão tiền bối, vừa rồi lại có người nói Liệt Quá Thần Quân đã trở thành người thiên cổ, lão có tin không? Sao tin được, nội lực truyền âm của lão ta chưa nói, lão ta xuất hiện với khinh công thần pháp phàm tốc như vậy cũng giả luôn sao? Nếu là giả, thần pháp của người đó cũng quá cao siêu rồi. Con tướng mã rong ruổi suốt ngày đến qua khúc giang, dược hạt sơn, vào khoảng giờ ngọ lại đến cuối địa phận Như Khê, nơi đây bắt đầu ra đảo Liệt Quả. Đây là điểm tận cùng của đại lục. Còn con đường tiếp theo là vượt qua hơn 30 dặm đường biển. Ở bến thuyền thuê có một chiếc thuyền buồm sông. Phổ Tiện Đại Sư thấy mọi chuyện đã ổn rồi, liền nắm tay La Như Long rồi nói. Tiểu thí chủ, đêm nay có thể đến được đảo Liệt Quả. Lão Nạp vì bận việc nên cáo biệt từ đây. Không ngờ đến điều này, La Như Long nói giọng bùi ngùi. Lão tiền bối, sao không cùng giảng bối ra đảo Liệt Quả tiêu du vài ngày? Tiêu du vài ngày sau, cho dù lão Nạp có đi cũng chỉ ra đứng nhìn chứ không thể lên đảo được. Là Như Long ngạc nhiên hỏi, đảo Liệt Quả chưa chắc có lửa thật sự, chúng ta không có đường lên đảo được hay sao? Phổ Thiện Đại Sư chỉ đến hai gã lái thuyền rồi nói, vừa rồi hai người đó có nói, chiếc thuyền này chỉ đậy cách đảo Liệt Quả một dặm, không thể tiếp cận đảo được. Như vậy đủ biết Liệt Quả Thần Quân dẫn độ người thế nào rồi. Lão ta sao biết hôm nay có giảng bối đến đảo Liệt Quả? Phổ Thiện Đại Sư không trả lời, chỉ hỏi. Khả năng bơi của tiểu thí chủ như thế nào? Khả năng bơi? Được độ 5 dặm. Đại sư hỏi vậy có ý gì? Phổ Thiện Đại Sư vuốt râu cười nói. Tiểu thí chủ không thẹn là long phục giữa đàn gà, tài trí siêu quần. Lão Nạp hỏi điều này cũng có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, chiếc thuyền này không thể vào bờ được, tiểu thí chủ phải dùng sức để bơi vào. Thứ hai, bọn cao thủ hắc đạo từ năm ngày nay không xuất hiện chặn đường, chúng có thể đã từ bỏ âm mưu được sao? Là Như Lòng đâu thể không hiểu được, chàng bèn hỏi. Đại sư bảo bọn họ có khả năng sẽ xuất hiện trên biển để chặn bắt giảng bối hay sao? Đúng vậy, lão Nạp nghĩ như vậy, nhưng tiểu thí chủ không nên quá lo lắng, chúng không thể thực hiện ý đồ được đâu. Theo lão đại sư nghĩ, vì ở gần đảo Liệt Quả Thần Quân sẽ không để chấp tài đứng nhìn chứ gì. Phổ Thiện Đại Sư gật đầu, cũng không muốn làm mất thời gian, lão nghiêm túc nói. Tiểu thí chủ, lão Nạp có một câu cuối cùng muốn căn dặn có được không? Là Như Lòng nghiêm nghị đáp. Có gì xin đại sư cứ dạy bảo. Phổ Thiện Đại Sư đánh mắt nhìn canh chừng hai gã thuyền rồi nhỏ giọng nói. Từ khi bọn ma đầu Miêu Cương xuất đạo đến nay, Gió Lâm gặp đến nạn kiếp tàn khốc, sống những ngày tháng ảm đạm như không thấy mặt trời.
giờ chỉ có một tia hy vọng rực lên, đó chính là trông mong vào tiểu thí chủ. Là Như Lòng rung động ở trong lòng, nhìn mặt nước biển mênh mông mím môi không nói. Phổ Thiện đại sư nở nụ cười hiền diệu nói: "Tiểu thí chủ gánh trọng trách quan trọng như vậy, đừng để mọi người phải thất vọng, nếu không thì cục diện sẽ không tưởng tượng nổi." Là Như Lòng nghĩ lại một lát, rồi chàng bàng hoàng nói: "Lão tiền bối, giản bối chỉ là một đứa trẻ 16-17 tuổi, có thể làm được những gì chứ?" Phổ Thiện đại sư nắm chặt tay của chàng rồi nói: "Vừa qua đứng trước mấy mười cao thủ Bạch Đạo Võ Lâm, tiểu thí chủ có nói một câu đầy hào khí. Lúc tất yếu thí chủ cùng tồn vong với bảo vật đó, lời đó tiểu thí chủ còn nhớ không?" Đó là lời trung thực của giảng bối, làm sao dám quên được. "Được, được, chỉ cần tiểu thí chủ hiểu được sự lợi hại, hành động đó cũng là sự bất đắc dĩ, cần phải vận dụng trí tuệ để xoay chuyển tình hình. Tiểu thí chủ lần này đến đảo Liệt Quả, mục đích chủ yếu là lấy được toàn vẹn âm dương thái cực đồ, mới có thể cứu vãn được cơn đại nạn của Bạch Đạo Gió Lâm." "Dần, giảng bối biết rõ." Phổ Thiện đại sư đưa ngón tay lên miệng nghiêm túc rồi nói: "Đây là điều mà lão nạp muốn căn dặn. Tiểu thí chủ đến đảo Liệt Quả không nên bộc lộ tính ngang nhiên, vì Liệt Quả thần quân là một đại ma đầu chẳng coi ai ra gì." Là Như Lòng chắp tài giải: "Đa tạ kim ngôn, giảng bối xin thụ giáo." Giải xong rồi chàng ngẩng đầu lên, Phổ Thiện đại sư đã không còn ở trước mặt nữa. Lão đã ba người lên bờ, tay áo cà sa phất hai cái rồi lão nói: "Tiểu thí chủ nên bảo trọng lấy thần, chúc lên đường thuận buồm xuôi gió, thành đạt trở về." Gã lái thuyền thấy hai người vẫy tay tiễn biệt, liền nhổ neo rời bến Xích Khê. Ra khỏi bờ, con thuyền thuận căng buồm tiến về hướng nam. Chia tay với Phổ Thiện đại sư, là Như Lòng cảm thấy hụt hẫng. Nhìn hình bóng của lão ở trên bờ, mỗi lúc mỗi nhỏ dần rồi mất hút. Chàng buồn rầu thở dài rồi quay đầu lại. Mặt trời trên cao chiếu rọi xuống, làm cho mặt nước óng ánh như muôn vàng hạt minh châu. Những làn sóng nhỏ vỗ bên mạn thuyền như con đò bồng bềnh lướt trên mặt nước bao la vô tận. Là Như Lòng lớn lên trên đất liền, chưa bao giờ nhìn thấy quang cảnh kỳ dĩ này. Chàng ngồi xếp bằng trước khoang thuyền, ngắm nhìn sắc trời màu nước, toàn cả một màu xanh như một bức họa đồ mỹ diệu. Trước khung cảnh thiên nhiên này khiến cho con người ta như siêu phàm thoát tục. Dời cảnh giới vô cùng vô tận này, là Như Lòng cũng như đang hòa quyện vào với thiên nhiên, quên đi quên cả người, và cũng không biết thời gian trôi qua được bao lâu. Cánh bườm căng gió, con thuyền lao đi như tên, băng qua những hòn đảo nhỏ bé lẻ loi nơi xa xa, đảo Liệt Quả đã dần dần hiện ra. Đảo Liệt Quả đúng như tên mà người ta đã gọi cho nó. Nhìn từ đằng xa, đảo Liệt Quả giống như một khói lửa hồng, từng làn khói cứ bốc lên như những làn mây dày đặc. Ngồi ở trên thuyền, là Như Lòng ước đoán còn cách đảo độ chừng 10 dặm, con thuyền càng tiến đến gần đảo, là Như Lòng càng hồi hộp ở trong lòng. Chàng ngước mắt nhìn sang hòn đảo nhỏ đang lui dần, bất ngờ có tiếng huýt sáo vang lên, từ các nơi cũng dậy lên những tràng huýt sáo nghe thật là ghê rợn. Là Như Lòng quét mắt nhìn quanh, phát hiện ra từ phía hòn đảo nhỏ có mười mấy con thuyền đang rẽ sóng lao vút ra. Thấy những con thuyền đó lướt nhanh đến, là Như Lòng biết rằng tình hình sẽ nghiêm trọng. Chàng giục người đứng dậy, bảo gã lái thuyền rời xa khỏi hòn đảo nhỏ và tiến thẳng đến đảo Liệt Quả. Là Như Lòng sợ hai gã lái thuyền hốt hoảng, bèn rút thanh trường kiếm, nhảy người đứng trên đỉnh thuyền rồi cười lớn: "Các người bất tất phải sợ hãi, cứ cho thuyền tiến nhanh đến đảo Liệt Quả. Lỡ ra bọn đạo tặc đó ập đến, ta thà nhảy xuống nước để trốn thoát, chứ không làm liên lụy đến các ngươi." Con thuyền lướt đuổi nhau ở trên biển rất xa, đoàn thuyền ở phía sau từ từ cập đến gần. Là Như Lòng liền nhảy đến đuôi thuyền để chuẩn bị đối phó. Chàng nhận ra rõ những người đang đuổi theo sau. Trên mười mấy chiếc thuyền đó, ngoài những tay đại hán lực lưỡng cầm chèo ra, phần còn lại toàn là những cao thủ hắc đạo mà La Như Lòng đã từng gặp mặt. Tám chiếc thuyền bên trái là bọn quan ngoại tam quái,
và những cao thủ hộ tống quái xa. Còn 8 chiếc bên phải là người của biển Gia Bảo. Trong đó không thấy bọn Thiên Mục Tam Hung, Thiên Sơn Song Sát và Giao Sơn Nhị Sú. Cũng không thấy huynh muội họ Biển. Nhận ra đối phương là những người này, La Như Long có phần bình tĩnh trở lại. Chàng nhét kiếm vào trong vỏ, trong lòng thầm quyết. Những tên này dây áp không nổi ta. Kẻ nào dám xông đến gần, ta sẽ cho lãnh chiều lão ngưu phá xạ. Hai toán thuyền cập bến, dây thuyền của La Như Long ở giữa, có giọng lớn tiếng quát lớn. Tiểu tử muốn sống thì hãy nạp dần âm diện thái cực đồ ra đây, bằng không ta sẽ cho ngươi về chầu Diêm Vương. La Như Long ngạc nhiên nói. Âm diện thái cực đồ ở trong người của ta, kẻ nào có gan hùm thì cứ xông đến. Giọng của lão quái Lạc Thiên lại vang lên. Ngươi cho rằng bọn ta không dám tiếp cận sao? Ngươi mở mắt ra xem bên đó là ai. La Như Long vội qua người nhìn. Quả không sai, cách ngoài 3 trượng, phía bên trái có thêm 2 chiếc thuyền lớn. Lướt sóng lao nhanh đến, chỉ trong nháy mắt là đã tiến lại gần. Trên 2 chiếc thuyền đó chính là bãi đại ma đầu của bọn Thiên Mục Tam Hung, Thiên Sơn Song Sát và Giao Sơn Nhị Sú. Lạc Thiên cười cuồng ngạo. Nơi này cách đảo Liệt Quá gần 10 dặm. Liệt Quá thần quân dù có đến cứu cũng không có kịp. Tiểu tử kia, ngươi đừng mong người cứu viện. Hãy vào âm diện thái cực đồ ra đây để miễn tội chết. La Như Long thấy 2 thuyền kia đâm tới quá sát. Chàng vội hỏi 2 gã lái thuyền. Nơi này cách đảo Liệt Quả mấy dặm? Dạ 9 dặm. Ta còn muốn tiến thêm một đoạn nữa. Các ngươi có cách nào cho thuyền đi nhanh hơn được không? 2 gã kia vội lắc đầu, chưa kịp nói thì đã nghe giọng của Kim Diện Sát quát lên. Tản ra, 16 chiếc thuyền lập tức tản ra, dây chặt lấy nó, đặc biệt chú ý không để cho nó nhảy xuống nước trốn thoát nha. Thấy 2 chiếc thuyền lớn đâm bổ đến, gã lái thuyền vội quay bánh lái rồi kêu lên. Tiểu gia, họ đến đông như vậy, tiểu gia chỉ có một mình, không bằng đem diện đồ gì đó trao cho nó đi, kẻo chúng ta chết mất. Là Như Long không còn nghĩ kế gì để thi triển liền nghĩ. Được, không có người cứu viện, lẽ nào ta lại dễ dàng nộp âm diện thái cực đồ cho bọn nó. Cũng không nên làm liên lụy đến gã lái thuyền. Thôi được rồi, ta cùng tồn vong với bảo vật, quyết không để lọt vào tay của bọn hắc đạo. Ý chí đã quyết, La Như Long đứng trên đỉnh thuyền bỗng hét lớn, 2 chân nhún mạnh, thân hình nhảy giọt lên trên không. Lên cao hơn 3 trượng, La Như Long lộn ngược đầu, nắm vào một chiếc thuyền ở cách ngoài 4 trượng đâm xuống. Trên chiếc thuyền này, ngoài 8 tên chèo ra, còn có 3 tên cao thủ hộ tống quái xa. Thấy La Như Long lao bổ xuống, cả 11 tên cùng hét lớn, rồi đưa chèo lên đỡ. La Như Long vốn chẳng có sợ chết. Chưa đến nơi, chàng đã dung tay phát chiêu. Những tên này đâu có gì đến hộ thân, đều rống lên một tiếng, bị La Như Long khống chế hoàn toàn. Chàng vô cùng căm hận bọn hắc đạo. Vừa đáp xuống thuyền liền nghiến răng biến chiêu thành chưởng, tung mạnh tả hữu. Cả bọn lộn cả người xuống biển, ngáp nước đầy bụng rồi chìm hẳn dưới sông. La Như Long chiếm lấy được thuyền, nhưng không có ý định trốn thoát, vì chàng biết rằng không thể thoát nổi vòng dây của địch. 2 chiếc thuyền lớn đang trên đà sông tới hung mãnh, liền bẻ hướng tiếp đâm thẳng vào thuyền của La Như Long. Thiên Sơn Song Sát dở giọng cười quý quỷ. Tiểu tử kia, ngươi dù có tài nghệ hơn trời cũng đừng có hòng thoát khỏi tay bọn ta. Xem chưởng đây. Tức thì một luồng kình phong ập đến như bão táp. Không đợi luồng chưởng phong tới sát, La Như Long dậm chân thoát giúp người lên trên không, hướng đâm xuống 1 chiếc thuyền khác cách ngoài 4 trượng. Vừa rồi đã chứng kiến một phen hải hùng, hơn 10 tên ở trên thuyền thấy La Như Long như bị sao băng xẹt xuống, đâu có dám đứng ra kháng cự. Cả bọn hét lên rồi đâm đầu nhảy xuống nước. Chàng đáp xuống thuyền nhìn bọn trầm mình ở dưới nước, không có cách nào để ra tay. Lặn mình dưới nước để ngự địch là phương kế tuyệt diệu nhất. Những người ở trên 14 chiếc thuyền nhỏ còn lại đều đua nhau lao đầu xuống biển. Tình thế như vậy, La Như Long dù căm phẫn đến đâu cũng chỉ biết nhìn những chiếc thuyền không bồng bềnh ở trên mặt nước. Mọi diễn biến xảy ra trong chớp nhoáng. Lúc này 2 chiếc thuyền lớn tiếp phân ra 2 mũi đâm thẳng đến.
Là Như Long đâu để cho bọn chúng đâm sầm vào. Chỉ một cú nhúng người, chàng đã bay sang chiếc thuyền khác. Bảy tên đại ma đầu hận đến thấu xương, dậm chân đấm ngực tức tối. Hơn 100 tên lặn ở dưới biển thỉnh thoảng lại nhô đầu lên thở, không dám đến gần. Là Như Long như một con chim bằng giải cánh, chàng sử dụng chiêu thức gia truyền Ngự Long Tam Diệu để tung lộn giữa không trung, đối phương không thể dây bắt được. Cho thuyền đâm ngược thọc xuôi một mồi vẫn vô hiệu. Lão quái mắt tam giác trong giao sơn nhị xú, nhưng nghĩ ra được một kế liền dung hai tay lên quát lớn. Lợt ướp chiếc thuyền của hắn đang đứng, chuẩn bị bắt hắn trong nước, chẳng lẽ hắn thoát lên trời. Cục diện đã bắt đầu cải biến, là Như Long bỗng phát giác. Chiếc thuyền đang đứng bị trồng trành, chàng giỏi nhúng người bay lên. Chưa kịp hướng sang một chiếc thuyền khác để đáp xuống, lập tức những chiếc thuyền nhỏ cũng đồng loạt bị lật úp. Tiếp theo đó hàng loạt luồng chưởng phong do những tên ở dưới nước cùng xuất chưởng tống lên. Là Như Long đã không có nơi để đáp xuống, chưởng phong lại phóng lên tứ phía, tình huống thật quá nguy cấp. Là Như Long dùng ngay song chưởng tống xuống ba chưởng để mở đường máu ở phía dưới, hai chân đáp xuống, dẫm mạnh lên trên những chiếc thuyền đang bị lật. Thân hình bắn giọt lại trên không trung, bay người ra khỏi ba trượng, rồi đâm thẳng như một mũi tên chìm mất giữa biển cả mênh mông. Thấy là Như Long trầm mình xuống nước, hơn 100 tên ở phía dưới mừng rỡ hô hào, cùng nhoài người đến, bắt đầu hình thành một cuộc hỗn chiến ở dưới lòng biển. Thiên Mục Tam Hung, Thiên Sơn Song Sát và Giao Sơn Nhị Số vốn không quen bơi lội, biết biển cả không phải là nơi anh hùng dũng võ, cả bọn đều trợn tròn đôi mắt, chăm nhìn đợi chờ kết quả. Thoạt nhiên bọt nước cuộn tung, hơn mấy mươi cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Thiên Mục Tam Hùng quát hỏi, thế nào, có bắt được hắn không? Dạ không, không có, tên tiểu tử đó biến đâu mất rồi, dám chắc hắn đã trốn thoát rồi. Quý thính giả thân mến, sách Mệnh Kim Bài phần 7, tác giả Nguyễn Long đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 8 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.